Thất bại có thật sự đáng sợ? Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, trừ khi bạn buông xuôi. Đó là những chia sẻ vô cùng sâu sắc của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Quả thật là như vậy, thất bại thật ra chỉ là đường vòng, không phải là đường cụt. Và việc bạn có đi đến đích hay không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bạn trong lần vấp ngã đó. Nếu bạn xem cú ngã đó là dấu chấm hết, bạn hoàn toàn thất bại. Nhưng nếu bạn xem đây là những chướng ngại hữu ích mà bạn bắt buộc phải vượt qua để trưởng thành hơn, bạn đã thành công. Vì vậy, hãy nhìn nhận vào những mặt tích cực của những thất bại để bạn có thể tìm ra cách khắc phục cho những thiếu sót của chính mình. Và đồng thời, hãy xem thất bại ngày hôm nay là một mảnh ghép bắt buộc cần phải có để chúng ta hoàn thiện hơn bức tranh mang tên thành công ở cuối con đường. Và hãy nhớ, chỉ có bạn mới giúp bạn làm được điều đó. Chúc các bạn học thật tốt. Cảm ơn rất nhiều, kể cả những người mình đã từng ghét nhất trên đời. Vì họ mà mình mới biết thế nào là cảm giác hận thù một người, cảm giác đau đớn khi bị phản bội, biết thế nào là đau, thế nào là mất niềm tin và thế nào là phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu không có họ, làm sao mình biết được những cảm giác đó? Mình tin ai đã đi qua cuộc đời chúng ta đều cho ta một bài học cả. Và bài học này chỉ có mình ta nhận ra chứ chẳng cần họ phải ra tay dạy dỗ. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta hãy cố gắng để chăm chỉ hết sức có thể các bạn. Tại vì là đôi khi người ta chỉ cần nỗ lực một là người ta đã có những gì mà người ta có. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải nỗ lực 10, 20 lần, nhiều hơn như thế rất nhiều. Đặc biệt là khi mà chúng ta sinh ra trong một gia đình bình thường, ngoại hình bình thường, năng lực bình thường, vậy thì chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài việc phải cố gắng hết sức mình, kiên trì, nỗ lực hết sức mình. Nếu như các bạn đang thực sự muốn thay đổi cuộc sống của các bạn và các bạn thực sự muốn tăng thu nhập lên này, các bạn muốn phát triển bản thân mình và nâng cao giá trị của bản thân mình, vậy thì đừng có ngủ ngày các bạn ơi, đừng có ngủ ngày và đừng dành thời gian cuối tuần chỉ để nghỉ ngơi các bạn ơi. Trong cái thế giới này thì ở trước mắt ta, tất cả đều là cánh cửa đã khép lại rồi, chỉ để lại một mảnh tối tăm. Tuy nhiên, khi rơi vào mảnh tối tăm vô tận này, ta lại tìm được con đường của chính mình. Chúng mình càng trì hoãn thì chúng mình càng xa rời mục tiêu và lại càng chán nản và lại càng trì hoãn. Nguyên nhân gây ra sự trì hoãn đó là đợi đến một thời điểm hoàn hảo rồi mới làm. Ví dụ như là đầu tháng sẽ bắt đầu giảm cân, đầu tuần sau sẽ bắt đầu học tiếng Anh, hay chỉ đơn giản là 5 phút nữa rồi thức dậy. Nhưng mà cái thời điểm để bắt đầu tốt nhất đó chính là ngay cái lúc bạn có cái suy nghĩ đấy. Vì ngay lúc đấy thì bạn có một chút mong muốn rồi, còn để đến cái thời điểm hoàn hảo kia bạn không còn một tí mong muốn, không còn một tí động lực nào nữa. Chúng ta lại thấy bản thân không làm được gì, lại cảm thấy mình vô dụng, lại chán nản, lại trì hoãn. Nên cách tốt nhất để chấm dứt cái vòng lặp trì hoãn này đó chính là bạn nghĩ: bây giờ em tập trung em học, sau này em làm chủ tịch, em làm CEO, em làm founder. Thay vì mình đi theo đuổi một con ngựa, nó rất là tốn thời gian. Mình đừng có đi theo đuổi con ngựa để làm cái gì. Mình dùng cái thời gian đó mình nuôi cỏ đi. Sau này có một vườn cỏ rồi ngựa nó đến nó ăn đó, tha hồ mà ngựa. Cứ sống đi các bạn, cứ sống như kiểu là ngày mai mình sẽ không được sống nữa. Ngày nào làm được gì thì làm. Ai cũng thế, một ngày chỉ có 24 tiếng thôi các bạn. Cố lên, rồi các bạn sẽ trở thành một con người khác lúc nào các bạn không hay được. Khi mà các bạn nhìn lại quá khứ của các bạn sẽ thấy buồn cười đó. Nó làm mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Sẽ không ai tin bạn cho đến khi bạn làm được. Ít nhất thì bạn cũng như trên con đường của mình. Những người thành công rồi đều cho rằng thành công là một chuỗi các hành động liên tục. Không có gì ma thuật ở đây cả. Hãy để cho sự thành công thấm vào con người của bạn. Viết xuống mục tiêu của bạn, viết ra sứ mệnh của bạn.